Đây là một điểm giữ xe thuộc khu vực mặt tiền chợ Tân Bình. Trước đây thu 5.000 đồng một lượt, vào ngày hôm qua đã tăng lên 10.000 đồng, trong khi mức giá quy định chỉ có 4.000. Có 5.000 mà sao có lên 10 nữa hả? Mới lên hôm nay hả chị? Theo ghi nhận của phóng viên, trong 4 ngày nay, tại khu vực này, các bãi giữ xe tăng giá vô tội vạ. Thay vì chỉ từ 3 đến 4.000 đồng theo quy định, thì các điểm đã thu từ 7 đến 10.000 đồng một lượt. Nhiều người đến đây hàng ngày, ra vào nhiều lượt, mỗi lần lại phải trả thêm từ 7 đến 8.000 đồng nên tỏ ra khá bức xúc. Chỗ nào cũng lấy như vậy nên là mình không biết là mình gửi ở đâu hết nên là bắt buộc phải gửi. Nãy em cũng gửi xe bên kia mà có 5 ngàn thì. Lý giải cho việc tăng giá bừa bãi như vậy, một nhân viên của công ty TVI cho biết chỉ tăng bất thường vào dịp Tết và đây là việc làm tự ý của các nhân viên trông giữ. Ai cho phép mình tăng vậy? Cái này không cho phép, ý là người họ tự hỏi thôi. Chỉ tính riêng tại khu vực chợ này, mỗi ngày trông giữ trên 1.000 lượt xe, số thu chênh lệch lên đến 50 triệu đồng. Ban quản lý chợ Tân Bình thừa nhận có sự việc này và cho biết sẽ tiến hành xử lý. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên VTV24, nhiều địa điểm trông giữ xe ở các quận huyện khác hiện cũng có chung tình trạng này.